Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học về cách làm việc với nhiều khung hình trong Revit. Nội dung bài học sẽ bao gồm giới thiệu về các cửa sổ làm việc Windows và hướng dẫn làm việc với nhiều khung hình. Quay trở lại với file dự án mẫu RAC Advanced Sample Project, mình sẽ hướng dẫn các bạn về làm việc với nhiều khung hình trong Revit là như thế nào. Đầu tiên là mình muốn nói đến các bạn như thế này, là khi các bạn sử dụng Revit thì thường xuyên chúng ta sẽ bật những cái tab này lên. Giả sử mình muốn làm việc tầng 1, mình bật tầng 1. Sau đấy mình lại làm việc với mặt đứng chẳng hạn thì mình lại bật mặt đứng, đúng không? Sau đấy mình bật 3D chẳng hạn, mình làm việc 3D thì chúng ta lại bật 3D lên. Thì bản chất như thế này, khi các bạn bật giữa các cái view này thì bản chất là chúng ta đang bật rất nhiều view lên, rất nhiều tab lên, các bạn có thể hiểu là rất nhiều tab lên. Các bạn thấy này, giả sử nha. Đây, mình kích vào đây này. Các bạn thấy không? Có rất nhiều tab ở đây. Và những cái tab này nó sẽ là đè lên nhau. Ví dụ, thậm chí các bạn mà bật nhiều dự án, giả sử mình bật thêm một dự án nữa. Mình open một dự án mới nhá. Đây. Nhận dự án này chẳng hạn. Thì đây, giả sử đây vào đây nữa mình cũng bật rất nhiều view, đúng không ạ? Thì về bản chất các bạn thấy này. Vô số các tab đang bật ra. Thì đây chính là những cái window. Thì trong Revit có rất nhiều bạn khi chúng ta làm việc thì bạn có thể sử dụng cái phím Control Tab. Phím Control Tab này nó cho phép các bạn đổi giữa các cái giao diện Windows. Các bạn thấy không? Thì cứ mỗi lần mình ấn nó sẽ đổi ra một cái. Và do vậy là nhiều bạn quen là do chúng ta bật rất nhiều các cửa sổ lên mà chúng ta ấn Tab này đôi khi chúng ta tìm rất là lâu. Đấy. Thì đấy là các bạn lưu cho mình. Đấy là khái niệm về Windows. Thì khi các bạn bật full Windows lên này, các bạn thấy nhé, phía trên này này. Revit sẽ mặc định cho chúng ta hai cái cửa sổ, đó là cửa sổ Close Hidden Window và Switch Window. Switch Window này thì nó tương tự như các bạn ấn Tab, bạn thấy không? Đấy, Control Tab. Đấy, ví dụ mình đang muốn làm việc một cái view mà mình vừa bật lúc nãy. Nãy mình bật một cái view để mình làm việc, bây giờ mình không nhớ view này là view gì cả. Thì các bạn có thể vào đây để tìm nó. Đấy. Nhưng mà đôi khi nhiều view này chúng ta rất là bất tiện. Và để tắt những cái view ẩn đi, giả sử mình đang làm việc với view 1 này, tầng 1 này, mình muốn tắt những cái view thừa đi, thì bạn thấy phía bên cạnh nó sẽ có cái nút là nút Close Hidden Windows. Cái nút này là nó thiết lập sẵn khi chúng ta cài Revit, nó có đây. Đấy, trong Quick Asset Toolbar, mình kích vào đây. Thì ngay lập tức bạn sẽ thấy nó sẽ chỉ còn lại giữ lại những cái view của dự án thôi, một nó chỉ lại một cái view của nó thôi. Đấy, được chưa ạ? Đây mình sẽ tắt cái dự án này đi. Thì đấy là cái khái niệm đầu tiên về Windows cửa sổ nhá, các bạn lưu ý cho mình. Cái tiếp theo các bạn là trong Revit ấy, như mình nói, thường chúng ta sẽ làm việc với nhiều khung hình. Nhiều khung hình là như thế nào? Giả sử nhá, khi các bạn làm việc với một cái đối tượng mà các bạn vừa muốn làm việc với nó trên 3D, vừa muốn nhìn nó trên 2D. Giả sử mình sẽ tạo một cái section box ở đây nhá. Đây mình sẽ thôi mình dùng cái này nhá, Orient to View, cái này mình đã giới thiệu các bạn trong bài học trước rồi. Tầng 1 đi. Đây. Giả sử mình muốn làm việc với một đối tượng trên mặt bằng ạ. Đấy, muốn chọn nó trên mặt bằng cho nó dễ hoặc là như thế nào đấy. Đấy, thì nó cho nó dễ chẳng hạn. Nhưng mình cũng muốn đồng thời nhìn thấy nó trên 3D. Đấy, giả sử mình muốn kết hợp cái view mặt bằng 3D. Thì đôi khi chúng ta cứ chuyển thế này rất là khó khăn, các bạn thấy này. Nhất là trong Revit ấy, đôi khi chúng ta ẩn đối tượng trong view nhìn. Là các bạn có thể ẩn đối tượng trong cái view tầng 1 này nhưng trên 3D thì nó vẫn hiển thị. Thế về đây chúng ta muốn chọn nó thì làm sao? Đấy. Thì Revit nó cho phép các bạn làm việc với nhiều khung nhìn. Như thế này, các bạn sẽ vào view này. Và các bạn sẽ thấy cái bộ công cụ Windows của mình đây. Thì hai công cụ là Switch Windows và Close Hidden Windows chính là hai cái này. Được chưa? Đấy. Ở đây nó sẽ có ba công cụ, tuy nhiên các bạn sẽ chỉ cần quan tâm đến cái công cụ mà chúng ta hay dùng nhất. Đây là công cụ Tile. Công cụ này nó cho phép bạn xếp các cái view chúng ta ra tràn ra màn hình. Ví dụ như này nhá, ở đây mình có bao nhiêu view nào? Chúng ta đang có 1, 2, 3, 4, 5 view. Giả sử mình tắt hết đi nhá. Giả sử mình muốn làm việc với hai cái khung nhìn, vừa 3D, vừa mặt bằng tầng 1 này. Mình bật thêm cái 3D nữa. Đấy, tức là chúng ta có hai cái rồi đúng không? Sau đấy các bạn vào view và các bạn có công cụ Tile thôi. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, thì chúng ta có thể có hai view để chúng ta cùng làm việc, cùng thao tác trên một đối tượng. Thì cái này, cái thao tác này, cái làm việc với nhiều khung nhìn này
nó rất rất được thường xuyên sử dụng Revit, nhất là trong những cái tòa nhà mà nó rất là chi chít các đối tượng mà chúng ta không thể chọn hoặc không thể làm việc nó trong một cái khung nhìn duy nhất được, mà cần sự hỗ trợ của hai ba khung nhìn, thậm chí các bạn đôi khi chúng ta cần phải hai ba khung nhìn như này cơ. Đấy. Được chưa? Và thêm cái nữa nhá. Nhớ thêm một cái mặt bằng trần nữa. Đấy. Được chưa? Thì cái kinh nghiệm của mình các bạn là nhiều khi các bạn sử dụng cái công cụ này, các bạn bật rất nhiều view. Nhân đến là khi các bạn bật cái title này lên nó ra một loạt thế này thì cũng hơi bất tiện. Thì kinh nghiệm của mình ấy, khi mình muốn làm việc một cái view gì đấy, giả sử mình muốn làm việc view tầng 1, mình vào tầng 1, sau mình tắt những cái view thừa đi. Sau đấy mình mới bật cái view mà mình muốn làm việc cùng, ví dụ 3D. Sau đấy thì mình mới vào view và mình chọn chế độ title. Đấy. Mình có thể kết hợp zoom to fit. Thì các bạn thấy rằng ấy, chúng ta sẽ rất dễ làm việc hơn. Và đây cũng là một trong những cái lý do như mình nói ấy, đó là các người dùng Revit chuyên nghiệp họ sử dụng hai màn hình, thậm chí là ba màn hình để làm việc. Các bạn đến những cái công ty mà Revit lớn ấy thì các bạn sẽ thấy các cái nhà thiết kế họ được trang bị hai ba cái màn hình xếp sát nhau. Ví dụ cái view này họ để trên một màn hình. View này họ để trên một màn hình. Và chúng ta sẽ có một cái màn hình rất là lớn như này để làm việc. Đấy. Thì đấy cũng là một trong những cái điểm vượt trội và cái điểm thú vị của Revit khi bạn sử dụng phần mềm này. Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình đã giới thiệu đến các bạn cách làm việc với nhiều khung cửa sổ và hiểu thêm về các cửa sổ làm việc Windows. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.